Ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên, động viên và tặng quà Tết cán bộ, công nhân, người lao động trên các công trường tại 4 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Các dự án đường dây 500 kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng vốn đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh từ Quảng Bình đến Hưng Yên. Tháng 10 năm ngoái, dự án đầu tiên trong 4 dự án đã được khởi công và ngày 18 tháng 1 vừa qua, 3 dự án còn lại đã đồng loạt khởi công. Tiếp theo, đường dây 500 kV Bắc Nam, mạch 1 hoàn thành vào năm 1994, mạch 2 hoàn thành năm 2005. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Với tầm quan trọng và tính cấp bách của dự án, thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục để tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy triển khai dự án. Tại các cuộc kiểm tra, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư, nhà thầu làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác dân vận để huy động sự ủng hộ của nhân dân, thi công 3K 4 kíp, tập trung nhân lực, máy móc trên tinh thần 4 tại chỗ. Địa phương có thể hỗ trợ đào đất để đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình. Tinh thần là xuyên Tết, đúng không? Xuyên ngày nghỉ. Ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, chỉ có bàn tiến nhưng mà lùi. Nhưng báo cáo Thủ tướng là nhận được cái chỉ thị chung. Cả hệ thống là chủ đầu tư và các nhà thầu đều vào cuộc cả và thực hiện theo đúng cái chủ trương đấy. Sức mạnh là ở nhân dân, em cứ huy động sức mạnh nhân dân. Người ta hiến kế và cùng làm, tạo ra phong trào, tạo ra khí thế. Tất cả những cái công trình ngày xưa toàn làm thủ công, đúng không? Kể cả công trình Bắc Hưng Hải này. Không, toàn gầu tắt nước chứ làm gì có máy bơm như này đâu. Ngày xưa các cụ làm được, bác Hồ làm được, thì bây giờ mình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xác định triển khai dự án như một chiến dịch, tất cả phải cùng vào cuộc. Quá trình thi công cần áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh an toàn tại khu vực dự án. Chủ đầu tư cần quan tâm chế độ cho người lao động làm xuyên Tết. Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 6.